Xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin trước ống kính đầu tiên của năm 2019 trên sóng BRT. Một năm mới lại đến, những kỳ vọng, những mục tiêu mới lại được đặt ra để chúng ta có thêm động lực phấn đấu trong năm 2019 này. Rất hy vọng trong năm 2019 này, bản tin trước ống kính sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả để chúng tôi có thêm sự tự tin, động lực mang đến cho quý vị khán giả những thông tin về an ninh trật tự kịp thời, chính xác đa dạng và hấp dẫn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận đầu tiên qua ống kính an ninh. Hôm nay ngày 1 tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an cho biết vừa xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật của công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Theo chuyên án này, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng Bộ Công an đã tiến hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với 5 đối tượng thuộc công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh và công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Xuân Phi. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu chứng cứ điện tử, xác định các đối tượng có hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của nhà nước. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho nhà nước. Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2019 cũng là ngày nghỉ cuối cùng trong chuỗi 4 ngày nghỉ Tết dương lịch. Mặc dù hiện tại chưa có thống kê cụ thể, nhưng theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 3 ngày nghỉ trước đó, cả nước đã xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông, làm 81 người chết, 41 người bị thương. Hôm qua 31 tháng 12 năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương cả nước đã kiểm tra, xử lý 3.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3 tỷ 200 triệu đồng, tạm giữ trên 500 phương tiện, 900 giấy tờ các loại, kiểm tra xử lý 374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ba ngày đầu đợt nghỉ Tết Dương lịch 2019, tai nạn giao thông đã giảm 8 vụ, giảm 33 người bị thương nhưng lại tăng 14 người chết so với năm ngoái. Vi phạm về an toàn giao thông chủ yếu là vi phạm về tốc độ, đi sai phần đường, làng đường, chuyển hướng không chú ý quan sát, lái xe sau khi đã uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm. Đối tượng liên quan tới tai nạn giao thông phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy. Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay 1 tháng 1 năm 2019, luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực. Với 7 chương 43 điều, luật quy định các nội dung về bảo vệ, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Những hành vi nào bị cấm trên không gian mạng và người dân sử dụng mạng xã hội khi bày tỏ quan điểm cần lưu ý điều gì để không vi phạm pháp luật là những vấn đề được nhiều người quan tâm. Thấu kính an ninh hôm nay sẽ thông tin đến quý vị về vấn đề này. Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật An ninh mạng cấm người sử dụng internet để đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động chiến tranh xâm lược, xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. Luật này cũng cấm thông tin trên không gian mạng gây kích động bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bằng các hình thức kêu gọi, dẫn động tiến hành hoạt động chủ trang nhằm chống chính quyền nhân dân và kêu gọi vận động, xúi dục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức. Những nội dung thông tin trên không gian mạng cũng bị cấm liên quan đến hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, như việc thông tin nội dung sai sự thật gây hoang mang cho nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế, gây khó khăn cho các hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác, Ngoài ra, luật an ninh mạng cũng cấm người sử dụng internet vào mục đích mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đòi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng và hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng, luật an ninh mạng cũng cấm người sử dụng internet thực hiện tấn công khủng bố, gián điệp hoặc tội phạm mạng gây sự cố tấn công xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia việc sản xuất đưa vào sử dụng phương tiện phần mềm cản trở gây rối hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử hoặc xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng diễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác cũng bị luật an ninh mạng nghiêm cấm nhiều người đã sử dụng những cái nick ảo hack facebook hay zalo để lừa lọc người khác cũng như là đồ tiền những cái kèn điện thoại rồi nên uh, những cái uh, luật an ninh mạng á, nên cần áp dụng để uh, bảo vệ như là bảo vệ chính chúng ta những hành vi này á, thì thời gian vừa qua là đã uh, gia tăng và có cái tính chất nghiêm trọng thì uh, các cái hành vi trên không gian mạng thì nó có thể xâm phạm đến cái độc lập chủ quyền an ninh quốc gia xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và xâm phạm đến cái bí mật nhà nước cũng như là quyền và cái lợi ích của tổ chức cá nhân. Việc quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý loại bỏ nguy cơ phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tạo điều kiện để người dân yên tâm kinh doanh, hoạt động trên không gian mạng. Chính vì vậy, để tránh vi phạm pháp luật, mỗi người dân khi sử dụng Internet cần phải tuyệt đối tuân thủ những quy định này vì vậy luật an ninh mạng đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay vì thế mỗi công dân Việt Nam hãy sử dụng mạng một cách thông minh không gây phương hại đến cá nhân tổ chức đặc biệt là đến quốc gia hy vọng luật an ninh mạng sẽ phát huy hiệu quả trong xử lý triệt để tình trạng nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng không gian mạng để truyền bá những thông tin xấu độc cùng với những tin tức giả mạo những phát ngôn thù ghét ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục Việt Nam Thông tin gì rồi cũng đã khép lại bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.